Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em tải game Last Dion X Survival trên PC với phần mềm giả lập Wacom nha. Thì đây là một phần mềm giả lập là khá là nhẹ và mượt dành cho những ai sử dụng máy tính laptop có hình yếu nha. Thì đầu tiên để tải được Wacom thì anh em kéo xuống phần mô tả ở trong phần bình luận của video này thì sẽ thấy một đường link trong web, thì hãy click vào thì nó sẽ tải trực tiếp về cho các bạn luôn. Thì khi nó tải về thì nó sẽ nằm ở dưới góc bên trái của màn hình ấy, như của mình trên màn hình các bạn đang thấy đây, hoặc là ở trong phần quản lý file trên máy tính của các bạn. Thì các bạn chỉ cần click vào hai lần thì nó sẽ hiện lên một cái bảng này, và sau đấy các bạn chỉ cần nhấn vào nút cài đặt này thì nó sẽ cài đặt lên máy tính cho các bạn. Thời gian cài đặt thì cũng nhanh lắm, tầm 3 đến 7 phút là xong rồi. Sau đấy thì các bạn hãy nhớ mở giả lập này lấy giúp mình nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt cái bảng này đi, vì mình đã cài đặt rồi, mình không cần cài đặt lại. Mình sẽ tắt nó đi và mình sẽ mở lên cho anh em xem. Đây, khi mở lên thì nó sẽ có giao diện nó như thế này đây. Thì lúc này anh em chỉ cần click vào cái ô tìm kiếm này giúp mình, đây, chỗ biểu tượng Google Play hoặc cái biểu tượng tìm kiếm này, click vào. Các bạn gõ tên game nha, nhấn Enter thì nó sẽ ra. Sau đấy chọn vào nút cài đặt này. Lưu ý là chọn vào nút cài đặt này thì nó chưa tải về đâu. Nó sẽ yêu cầu các bạn là đăng nhập tài khoản Gmail Google của bạn vào. Vì các bạn cần phải tải game trên Google Play mà, cho nên cần phải đăng nhập tài khoản Google về. Và đăng nhập rất là an toàn nha các bạn, không có lo là bị mất tài khoản hay gì đâu. Đây, mình sẽ bấm vào và nó sẽ chuyển mình sang trang cài đặt của mình. Nó chuyển sang trang cài đặt trực tiếp là do là mình đã đăng nhập tài khoản Gmail rồi, không cần đăng nhập lại, và các bạn chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất thôi, và chỉ cần nhấn vào nút cài đặt này thì game nó sẽ tiến hành nó tải về. Game này có dung lượng cũng khá là cao đó các bạn, 579 MB. Và sau đấy thì nó tải xong thì nó sẽ tự động cài đặt luôn, chỉ cần nhấn vào nút phát này. Đây, chỗ này chụp mình nó nút phát màu xanh lá cây, ở chỗ này có chữ mở, chữ play, chữ open thì cứ mở lên thì em nó sẽ nó mở lên và các bạn có thể bắt đầu chơi nha. Rồi bây giờ các bạn có thể xem mình tải nghiệm game này luôn. Còn trong quá trình tải hoặc cài đặt mà có vấn đề gì về lỗi thì cứ để lại ý kiến ở phần bình luận này, mình sẽ hỗ trợ giúp cho. Chúc bạn chơi game vui vẻ nha.